Xin chào bác nhé, đang test dòng mic Beyer. Dòng này tay ra cá rất đẹp luôn. Dòng này thì nó có tượng ngắt và chống sốc đó nhá. Cảm biến gia tốc tính năng rất là hay, chẳng may bác hát mà rơi thì nó cũng đỡ phần nào. Cái mã Beyer BS780S này. Dòng này thì còn hai bộ, thì ngày nay test nốt ở gửi cho bác. Đợt tới thì em về cũng mic Beyer 780 mà nó là mã khác đó nhá. Nó là một thương hiệu khác, Agle, dòng loa Agle thì nó lại đấy là một trong dòng loa các bác biết là thương hiệu rất là lớn. Và mic của nó cũng vậy, rất là hay, thì mic của nó cũng làm trên nền tảng của mic Beyer này. Và giá cái dòng này nó là giá là 1.950.000 chưa có ship đó nhá. Đây cái này gửi vào Quảng Ninh này.